Năm 2024 là một năm đầy hứa hẹn và mong đợi. Chúng ta đã được bao quanh bởi một số lượng lớn những kỳ quan không thể định giá. Hãy cùng với Văn Tổng Discovery khám phá những món đồ thu hút sự chú ý và có mức giá đáng kinh ngạc, biểu hiện sự sao hoạt tột đỉnh mà con người có thể đạt đến trong thế giới hiện đại. Xin được giới thiệu đến anh em bộ sưu tập Rim of the Crop, những vật phẩm đắt giá nhất thế giới vào năm 2024. Và trước khi bắt đầu hành trình khám phá thú vị này, Văn Tổng Discovery rất mong anh em sẽ để lại một like, một subscribe để ủng hộ đội ngũ của chúng mình. Cũng đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hãy sẵn sàng cho một chuyến du hành vào vương quốc đặc biệt, nơi biên giới của sự giàu có và niềm vui đạt đến những đỉnh cao mới. Trạm không gian quốc tế trị giá 150 tỷ đô la. Trạm không gian quốc tế ISS là vật thể nhân tạo đắt giá nhất từng được tạo ra. Vượt xa những chiếc ô tô sang trọng, biệt thự và du thuyền, ISS không chỉ là một kỳ tích của kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, mà còn giữ kỷ lục về giá trị giữa những vật phẩm nhân tạo đắt giá nhất từng được con người tạo ra. Chi phí liên quan đến việc xây dựng và duy trì ISS thực sự khổng lồ và đạt đến con số đáng kinh ngạc mà khó có thể đo lường. Theo sách kỷ lục Guinness, đã có 100 tỷ đô la được chi cho việc xây dựng ISS. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông cho rằng tổng chi phí để tạo ra kiệt tác công nghệ này có thể vượt qua con số 150 tỷ đô la. Để so sánh chi phí của ISS vượt qua tổng GDP của nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng tại sao việc xây dựng ISS lại tốn kém đến thế? Câu trả lời nằm ở sự phức tạp và quy mô của dự án. ISS là sự hợp tác đa quốc gia giữa châu Âu, Hoa Kỳ, Nga, Canada và Nhật Bản. Mỗi quốc gia thành viên đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên tài chính, kinh nghiệm và công nghệ để biến việc xây dựng ISS trở nên khả thi. Việc xây dựng ISS đã bắt đầu từ những năm 1980 và kéo dài trong vài thập kỷ, bao gồm nhiều chuyến bay vũ trụ, hàng giờ lên kế hoạch và phối hợp một cách cẩn trọng của tài nguyên từ nhiều quốc gia. Quy mô của dự án đồng nghĩa với việc chi phí sẽ tăng theo thời gian. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chi phí cao của ISS là nhu cầu về thiết bị chuyên dụng và vật liệu có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt giữa không gian. Mỗi thành phần của ISS phải được thiết kế và kiểm tra cẩn thận để đảm bảo chức năng và độ bền của nó trong điều kiện cực đoan của không gian. Mọi khía cạnh của ISS, từ hệ thống hỗ trợ sinh học đến cơ sở hạ tầng truyền thông, đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và trải qua các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, chi phí tổng cộng cũng bao gồm chi phí vận chuyển vật liệu và thiết bị lên không gian. Việc đưa các vật liệu có tải trọng lớn như vậy lên không gian đòi hỏi công nghệ tên lửa tiên tiến và kế hoạch vận chuyển chi tiết. Vận đưa các phi hành gia, khối lượng hàng hóa lớn và thiết bị nghiên cứu khoa học đến và đi từ ISS cũng là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi phối hợp cẩn thận và nguồn lực tài chính đáng kể. Khi ISS đã được xây dựng, chi phí không dừng lại ở đó. Vận hành bảo dưỡng trạm yêu cầu nguồn lực tài chính đáng kể. NASA là cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm vận hành ISS, chi tiêu khoảng 3 đến 4 tỷ đô la mỗi năm để duy trì hoạt động liên tục của trạm. Điều này bao gồm các chi phí liên quan đến việc xoay vòng phi hành gia, nghiên cứu khoa học, bảo dưỡng kỹ thuật và cải tiến các công nghệ liên tục. Sự đầu tư khổng lồ về tài chính còn là một minh chứng cho sự cam kết và quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc mở rộng ranh giới của kiến thức của con người. ISS là biểu tượng của sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia, chứng minh những gì có thể đạt được khi các quốc gia hợp tác để đạt được một mục tiêu chung. Có một câu chuyện hấp dẫn bắt đầu tại Delhi, Ấn Độ vào thế kỷ thứ 18 và được lưu truyền đến tận ngày nay. Huyền thoại kể rằng vua Bahadur Nader Shah xâm lược Delhi vào năm 1739 và cướp bóc kho báu, bao gồm cả 186 viên kim cương lớn và tuyệt đẹp. Sau nhiều thế kỷ, đi qua các đế chế ở Nam và Tây Á, kim cương trở thành biểu tượng của quyền lực và giàu có, lần lượt chuyển từ tay này sang tay khác. Năm 1849, nó được tặng cho nữ hoàng Victoria sau khi được mài lại. Điều này đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử khi nó được thêm vào những viên đá quý trên vương miện Anh. Ấn Độ, Pakistan, Iran, Afghanistan đều khẳng định quyền sở hữu của họ đối với viên kim cương này, gây ra những tranh cãi và căng thẳng ngoại giao. Ấn Độ nhấn mạnh về di sản văn hóa của mình, kêu gọi trả lại như một biểu tượng của quá trình phi thực dân hóa. Pakistan và Afghanistan cũng đang cố gắng để đưa về kim cương, dựa trên một lịch sử chung và niềm tự hào quốc gia. Chính phủ Anh khẳng định rằng kim cương được mua bằng cách hợp pháp theo các thỏa thuận và từ chối mọi yêu cầu trả lại nó. Cuộc tranh cãi này đã trở thành nguồn cảm hứng cho tác giả Wiggy Collin và Agatha Christie, tạo nên chủ đề của những bộ phim nổi tiếng. Mặc dù có những tuyên bố gây tranh cãi, kim cương Kohinoor vẫn được trưng bày tại nhà quý tộc London Tower, thu hút sự chú ý của du khách từ khắp nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và suy ngẫm về những câu chuyện ẩn sau sự lấp lánh của nó. Bây giờ, khi chúng ta đã khám phá câu chuyện hấp dẫn và nguồn gốc gây tranh cãi của viên kim cương Kohinoor, hãy lưu ý đến giá trị và ý nghĩa to lớn của nó. Viên đá quý huyền thoại này với các đặc điểm tuyệt vời và quá khứ phong phú, xứng đáng với một trong những viên kim cương đắt giá và đáng quý nhất trên thế giới. Giá trị của viên kim cương Kohinoor được ước tính là 20 tỷ đô la, chứng tỏ sự hiếm có và vẻ đẹp của viên đá quý tộc độc đáo này.
Thế nhưng mà điều gì lại khiến kim cương Kohinoor trở nên đắt giá đến vậy? Trước hết là kích thước của kim cương Kohinoor thực sự làm chúng ta phải say mê. Với trọng lượng 105,6 carat, nó là một trong những viên kim cương lớn nhất trên thế giới. Kích thước làm nó nổi bật giữa các viên kim cương khác, biến nó thành một kỳ tích của tự nhiên. Tuy nhiên, không chỉ kích thước làm cho kim cương Kohinoor trở nên quý giá, viên kim cương gần như không có tạp chất, hoàn toàn trong sạch một cách xuất sắc, càng làm tăng giá trị của nó. Kohinoor cho phép ánh sáng đi qua nó với sự lấp lánh đến mê người, tạo ra một trò chơi đầy mê hoặc của ánh sáng và sự rạng rỡ hiếm có. Đặc điểm hiếm có làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn là bởi màu trắng, trắng sáng. Điều này là một đặc điểm quý báu trong thế giới của các viên kim cương, làm tăng vẻ đẹp và sự hiếm có như một kho báu thực sự. Ngoài đặc điểm vật lý thì Kohinoor còn có giá trị văn hóa và lịch sử to lớn, tượng trưng cho quyền lực, sự giàu có và uy tín trong suốt lịch sử lâu dài của nó. Nó luôn hiện diện trên vương miện của người cai trị các vương quốc và đế chế, tượng trưng cho sự quyền lực vĩ đại. Nữ hoàng Victoria đã có được Kohinoor vào năm 1849. Viên kim cương trở thành một yếu tố biểu tượng trên vương miện của Vương quốc Anh. Nhưng nó cũng được đeo bởi phụ nữ của gia đình hoàng gia. Hành trình từ Delhi đến London Tower phản ánh sự cao quý của nó trong quan niệm của các vị lãnh đạo, tượng trưng cho quyền lực và sự hợp pháp. Giá trị văn hóa của Kohinoor vượt ra ngoài quyền lực của hoàng gia Anh và chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của người dân Ấn Độ, Pakistan, Iran, Afghanistan. Tất cả họ đều đòi hỏi quyền sở hữu và xem đó là một liên kết đáng kể với lịch sử và di sản văn hóa chung của họ. Những tranh luận liên quan đến quyền sở hữu của viên kim cương Kohinoor đã gây ra các cuộc thảo luận về tương lai của nó. Một số đề xuất chia sẻ kim cương được đương sự đặt nó trong một bảo tàng đặc biệt, nơi mọi người trên toàn thế giới có thể đến thưởng thức. Tuy nhiên, chính phủ Anh đã quyết định phủ quyết tất cả những sự thỏa hiệp này, tuyên bố rằng tình trạng của kim cương như một phần của vương miện Anh, đó thuộc về Vương quốc Anh và không cần thêm các thảo luận nào khác. Mặc dù có những tranh cãi, kim cương Kohinoor vẫn tiếp tục chiếm lấy trái tim và tâm trí với vẻ đẹp của nó. Câu chuyện về viên kim cương đã được trở thành huyền thoại trong văn học, phim ảnh và văn hóa đại chúng. Điều này càng củng cố thêm địa vị của Kohinoor. Trong thế giới xa hoa hiện đại, có một chút dư vị cổ điển được cảm nhận trong mỗi đường nét của những chiếc du thuyền xa hoa. Nhưng chiếc du thuyền này vượt xa khỏi khái niệm xa hoa truyền thống, sử dụng các vật liệu đặc biệt. Trên siêu du thuyền này còn có một chai rượu sang trọng đính kèm kim cương 18,5 carat, một trong những loại hiếm nhất thế giới, hay bể cá được làm từ 68 kg vàng 24 carat. Viên kim cương lấp lánh này tượng trưng cho sự xa hoa chưa từng có. Khi nói về những chiếc du thuyền xa hoa, History Super Me nằm đầu danh sách. Con tàu hoành tráng này được định giá 4,8 tỷ đô la là minh chứng cho những đỉnh cao mà sự xa hoa và sang trọng có thể đạt đến. Một trong những yếu tố chính dẫn đến giá trị khổng lồ của nó là sự cẩn thận trong quá trình xây dựng và việc sử dụng các vật liệu đặc biệt. History Super Me mất 3 năm để xây dựng. Mỗi chi tiết được hoàn thiện tới hoàn hảo. Nhà tạo mẫu của tác phẩm này là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Anh, Stuart Hill. Ông không tiếc chi phí cho việc tạo ra kiệt tác này từ đầu đến cuối. History Super Me được phủ lên với ánh sáng chói lọi của bạch kim và vàng. Điều này khiến cho nó trở thành một cảnh tượng hoàn mỹ. Và để đạt được mức độ xa hoa như vậy, trong quá trình xây dựng chiếc du thuyền, hơn 100 tấn kim loại quý đã được sử dụng. History Super Me trở thành chiếc du thuyền đắt nhất thế giới trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ, toát lên sự xa hoa ở từng chi tiết từ chân đến khu vực phòng ăn trên tàu, thậm chí cả tay vịn và máy neo. Tất cả đều được trang trí bằng vàng và bạch kim, nhấn mạnh sự hấp dẫn và độc đáo của nó. Nội thất ở bên trong tương ứng với sự xa hoa của bên ngoài, với thất trang trí và tường bằng bạch kim trong các phòng ngủ chính. Điểm nhấn độc đáo là một bức tường được làm từ đá thiên thạch và xương khủng long bạo chúa trong phòng ngủ, tạo nên sắc thái của sự sang trọng và hiện đại. Chiếc siêu du thuyền với màu sắc cổ điển, du thuyền vượt qua giới hạn của sự sang hoa truyền thống nhờ vào các vật liệu đặc biệt, bao gồm viên kim cương nặng 18,5 carat, một trong những viên đá quý hiếm nhất thế giới, được trưng bày trong một chai rượu trên tàu. Viên đá quý chói lọi này là biểu tượng của sự sang hoa chưa từng có. Người mua bí ẩn đứng sau giao dịch xa hoa này thêm sự hấp dẫn vào câu chuyện về History Super Me. Dưới những cái tên Robert Quark, tỷ phú người Malaysia, người giàu nhất Malaysia và là người giàu nhất Đông Nam Á theo xếp hạng của tạp chí Forbes 2011 với tổng tài sản trị giá 12,5 tỷ đô la Mỹ. Ông là người có khả năng tài chính này có thể sở hữu tài sản đắt tiền như vậy. Mặc dù chủ sở hữu thực sự của chiếc du thuyền chưa được tiết lộ chính thức, nhưng các giả thuyết đang dẫn về Robert Quark. Sự giàu có và sở thích xa hoa của ông là lý do. Nếu những đồn đoán là đúng thì điều đó cho thấy rằng Quark có thể đầu tư một phần đáng kể tài sản của mình. Tuy nhiên, vẫn có tranh cãi xung quanh việc giao dịch chiếc du thuyền. Những người hoài nghi đặt câu hỏi bởi tính chính xác và tính hợp pháp của việc mua bán. Họ cho rằng History Super Me có thể là một trò lừa bịp phức tạp tinh vi được thiết kế để thu hút sự chú ý của cộng đồng toàn cầu. Sự hoài nghi này được gia tăng bởi sự thiếu chứng cứ cụ thể về việc kiểm chứng thông tin và sự nghi ngờ rằng hình ảnh có thể đã bị lấy cắp từ trang web của một nhà sản xuất du thuyền khác. Một nhà sản xuất du thuyền của Ý, Bayardat, cho biết bức ảnh từ trang web của Stuart Hughes
người sáng tạo History Super Me, đã được lấy mà không có sự cho phép của họ. Sự phát hiện này làm tăng thêm nghi ngờ vào sự tồn tại chính xác của việc mua bán. Mặc dù có những mâu thuẫn này nhưng mà History Super Me vẫn làm cho mọi người say mê thế giới của sự xa hoa và sang trọng phải thích thú. Bất kể là nó có thực sự tồn tại hay không, thì sức hấp dẫn của History Super Me vẫn không thể chối cạn. Villa Leopoldo, trị giá 750 triệu đô la được vinh danh là biệt thự tư nhân đắt nhất châu Âu. Một khu biệt thự tuyệt vời ở Riviera, Pháp chiếm diện tích 18 mẫu Anh, tương đương với gần 7,5 hecta, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển và một lịch sử phong phú. Ban đầu là một món quà từ vua Bỉ Leopoldo dành cho người tình của ông. Villa đã trở thành nhân chứng cho sự kết hợp giữa lịch sử hoàng gia xa hoa và hiện đại dưới nhiều chủ nhân khác nhau. Xây dựng vào đầu thế kỷ 19, villa được tặng bởi vua Leopoldo đệ nhị cho người tình của ông là Blanche Delia Dolcefina Gela Ercroa. Sau khi ông qua đời, bà bị đuổi ra khỏi villa. Villa được sử dụng như một bệnh viện trong Thế chiến thứ nhất, chủ sở hữu là Fiat và Ferrari, sau đó đã mua villa, đưa thêm một nét riêng của mình vào đó. Edmund Safora, vợ ông, Lily, sau đó trở thành chủ nhân của Villa Leopoldo, tăng thêm sự xa hoa cho nó. Lily đã tìm kiếm người mua và sau một cuộc kiện tụng vào năm 2008, tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov đã mua villa với 750 triệu đô la một cách đầy ấn tượng. Kiến trúc của Villa Leopoldo do Eugen Cartman Jr. thiết kế phản ánh sự lịch lãm vượt thời gian với vẻ tráng lệ và vĩ đại của một thời đại đã qua. Nội thất của villa được trang trí bằng đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật hiếm có, thể hiện sự giàu có của nó với 19 phòng ngủ hạng sang, 14 phòng tắm và một số phòng ăn, phòng bowling, phòng chiếu phim và bể bơi bổ sung. Tất cả này tượng trưng cho sự xa hoa không có giới hạn của villa. Hơn nữa, villa được bao quanh bởi những khu vườn được chăm sóc cẩn thận, sân trong và hơn 1.200 cây cảnh thuộc nhiều loại khác nhau, cung cấp một cái nhìn tuyệt vời ra biển. Sự quyến rũ của Villa Leopoldo đã đi vào nghệ thuật điện ảnh. Có thể anh em đã từng thấy căn villa đẳng cấp này trong tác phẩm như là The Red Truth hay là Two Cup of Tea của Alfred Hitchcock. Kiến trúc sư Eugen Cartman thực hiện dự án biệt thự Villa Leopoldo theo phong cách tân cổ điển, tích hợp các công trình hiện có vào cảnh quan, tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa sự quyến rũ và vẻ cổ kính sang trọng hiện đại. Sự chú ý đến chi tiết và sự kết hợp hòa hợp giữa các phong cách kiến trúc được thể hiện rõ nét trong từng góc nhìn, nhấn mạnh vào trạng thái đầy tôn kính của biệt thự. Sau khi biệt thự thuộc sở hữu của Edmund Safra và vợ ông, Lily, nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Lorenzo Mongiardino đã mang sự tinh tế và độc đáo của riêng ông, làm tăng thêm vẻ sang trọng và vĩ đại của villa. Đóng góp của Lorenzo Mongiardino làm tăng thêm sự quyến rũ của Villa Leopoldo, biến nó trở thành một bảo tàng trưng bày những món đồ của nội thất cổ. Các tác phẩm nghệ thuật hiếm và các tượng đá cẩm thạch quý giá thể hiện gu thẩm mỹ, sự tinh tế của chủ sở hữu. Các phòng ngủ trên tầng 2 được thiết kế bởi Michael Ertugan, toát lên sự xa hoa đậm chất châu Âu với sự tinh tế thanh lịch chu đáo. Tiện nghi được suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng. 19 phòng ngủ hạng sang dường như đã trở thành thiên đường của sự thoải mái. Ngoài ra có 14 phòng tắm thiết kế theo phong cách spa được trang trí bằng những vật dụng nội thất tinh xảo nhất. Các phòng họp mặt của villa cho phép các chủ nhân và vị khách được thưởng thức các ẩm thực trong không gian đầy tính lịch sử của chính căn villa. Bên trong các phòng được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật cổ điển và các hiện vật quý giá, tạo nên vẻ đẹp lịch lãm và uy tín. Từ ban công và khu sân thượng, bạn có thể ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của Riviera Pháp. Toàn bộ 7,3 hecta của khu villa được bao quanh bởi các khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, với hơn 12.000 cây cảnh thuộc nhiều loài khác nhau, đem đến sự hòa hợp tuyệt diệu với thiên nhiên. Từ trên cao có thể ngắm được bể bơi trong xanh với những hàng rào được cắt tỉa cẩn thận. Những bức tượng nghệ thuật và các bể bơi bổ sung bên trong khuôn viên cùng với đài phun nước, sân thể thao, sân bay trực thăng và các cầu thang bên ngoài, tất cả đều tạo nên một lối sống xa hoa, sự tiện nghi và thoải mái. Mercedes-Benz 300 SLA Allen Hall Cup được định giá 140 triệu đô la. Thế giới xe sang đã chứng kiến sự hiện diện cách mạng khi chiếc xe hơi đắt nhất trong lịch sử Mercedes-Benz 300 LSA Allen Hall Cup được bán đấu giá với mức giá là 143 triệu đô la, vượt qua tất cả các kỷ lục trước đó. Nhờ vào thiết kế độc đáo hiếm có và lịch sử phong phú của nó, 300 SLA Allen Hall Cup thu hút sự chú ý của giới yêu thích xe hơi và các nhà sưu tầm trên toàn thế giới. Chỉ có 2 chiếc xe như vậy trên thế giới, điều này làm cho nó trở thành viên ngọc quý giữa thế giới ô tô. Trong những năm 1930, những mũi tên bạc của Mercedes-Benz trở thành biểu tượng tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật hoàn hảo. Những chiếc xe đua mượt mà màu bạc này được tài trợ bởi chính quyền quốc xã, thống trị trong môn thể thao ô tô, trở thành từ sự kiêng nể của kỹ sư Đức và niềm tự hào dân tộc. Juan Manuel Fangio, tay đua huyền thoại, đóng vai trò then chốt trong sự thành công của Mercedes-Benz vào những năm 1950. Sự hợp tác của Fangio với Mercedes-Benz bắt đầu từ năm 1950, đánh dấu bước tiến lớn của nhà sản xuất này vào cuộc đua sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Chiếc xe VK1996A Silver Arrow được trang bị các kỹ thuật tiên tiến và đặc biệt là giải pháp khí động học. Dưới sự điều khiển tài tình của Fangio đã giành 2 chiến thắng trong các giải vô địch thế giới F1 vào năm 1954-1955, mở ra một thời kỳ thành công mới cho Mercedes-Benz. Năm 1955, dựa trên sự thành công đó, chiếc xe Mercedes-Benz 300 SLA Euler Hall Cup được điều khiển bởi Stirling Moss đã thể hiện được sự bền bỉ và hiệu suất của nó tại cuộc đua 24 Hours of Le Mans. Tuy nhiên, thì một bi kịch đã xảy ra khiến cho chiếc xe này buộc phải rời khỏi môn thể thao ô tô. Mặc dù có kết cục bi thảm, di sản của những mũi tên bạc tiếp tục tồn tại, mở rộng giới hạn về tốc độ, hiệu suất và sự đổi mới công nghệ. Chiếc xe Mercedes-Benz 300 SLA Euler Hall Cup với những đặc điểm và tính cách nổi bật đã cố định vị trí của nó trong lịch sử ngành sản xuất ô tô. Không chỉ là một phần của di sản mà còn là biểu tượng của tinh thần Mercedes-Benz trong việc mở rộng ranh giới để tìm kiếm sự hoàn thiện trong lĩnh vực ô tô. Điều này làm cho nó trở thành một trong những vật phẩm đắt giá nhất trên thế giới vào năm 2024. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi đến đây. Nếu thích video này, anh em hãy cho Văn Tùng Discovery biết rằng bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Và hãy để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận về những chủ đề mà các bạn muốn khám phá trên Văn Tùng Discovery nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.